liên quan đến tình hình giao thông, mới đây thì hai học sinh lớp 7 chở nhau bằng xe đạp điện trên đường đi học về thì va chạm với xe tải, khiến một em tử vong tại chỗ, một em bị thương. Khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 5, tài xế Lê Xuân Tài, 25 tuổi, ngụ xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, điều khiển xe tải 63H02136 chạy trên quốc lộ 62 hướng từ thị xã Kiến Tường về thành phố Tân An. Khi tới địa bàn xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, thì xảy ra gia chạm với hai nữ sinh đi xe đạp điện đang chạy theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm cả hai nạn nhân ngã xuống đường. Em VTGM, 13 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, là người lái xe đạp điện, bị xe tải cán qua tự vong. Còn em VTNU, 13 tuổi, bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Long An. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ, giờ cao điểm, dẫn đến ủng tắc kéo dài. Công an huyện Thủ Thừa đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.